Xin chào tất cả mọi người, mình là Vũ Đình Hoan. Tiếp tục hôm nay mình sẽ chia sẻ 5 bài tập đốt mỡ tại nhà nhé. Bài số 1, làm 30 nhịp 5 lần, nghỉ giữa hiệp 30 giây. Bài tập này chủ yếu giúp các bạn khởi động là chính, nhớ gồng chắc phần bụng khi tập luyện. Bài số 2, làm 20 cái một nhịp 5 lần, giữa hiệp nghỉ 30 giây. Đây là bài tập tác động toàn thân, đặc biệt là phần co của các bạn. Bài số 3, làm 30 cái một nhịp 5 lần, mỗi một lần nghỉ 30 giây. Bài này tác động nhiều phần đùi, mông. Lưu ý khi tập luyện các bạn hít thở sâu và gồng chắc vùng bụng. Bài số 4, tác động toàn thân. Hít thở sâu, các bạn có thể tìm một vật nặng bất kỳ. Thực hiện 15 cái một nhịp 5 lần, giữa mỗi hiệp nghỉ 30 giây. Đây là bài tác động cực kỳ nhiều đến toàn thân, đốt cháy mỡ thừa rất tốt trong buổi tập này. Và bài tập cuối cùng, làm 20 cái một lần 5 lần giữa mỗi hiệp nghỉ 30 giây. Đây là bài tập tác động nhiều vào vùng eo bụng của bạn rất tốt và được nhiều các bạn yêu thích. Chúc anh chị em tập luyện giảm cân tại nhà một cách hiệu quả và hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo.